Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình có một cái đèn LED. Rất nhiều người đã hỏi tôi là đèn này có chịu được nước không. Mà đây là tôi cũng vừa mới bóc tem cái đèn này ra, không biết là có chịu được nước hay không. Nhưng tôi nghĩ rằng là đèn này sẽ chịu được nước. Đây tôi sẽ có một cái chậu nước đây, và tôi sẽ thả cái đèn này xuống nước để cho các bạn xem. Đây, cái đèn đây. Và tôi thử cái độ sáng của nó. Đây các bạn nhìn này, đèn này rất sáng luôn. Đèn LED này là 6 mắt ở giữa và 9 mắt, tức là 6 mắt ở bên ngoài nữa, tức là thành 9 mắt, 12 mắt. Cái đèn này nó lại có 2 chế độ, 3 chế độ, tức là một chế độ bật ở giữa và một chế độ bật sáng hai bên và một chế độ xin đường. Đây các bạn nhìn. Đây nhá, tôi thả xuống nước cho các bạn xem. Rất nhiều người là hỏi là cái đèn này có chịu được nước không? Nhưng tôi khẳng định là đèn này chịu được nước. Và tôi đã thả xuống chậu nước, các bạn xem. Và tôi ngâm ở đây, các bạn xem. Đó. Tức là cái độ kín của nó là rất là tuyệt vời đấy. Với mấy cái độ ngâm nước như này thì các bạn thấy không? Chúng ta đi dày mưa, mưa to, mưa có thể rất to. Với cái đèn này thì chúng ta rất là yên tâm, không bao giờ sợ bị nước mưa vào. Đấy, đây là chế độ này, là chế độ xin đường. Đấy các bạn nhìn thấy ok chưa? Nếu mà các bạn thấy cảm thấy ok rồi, tôi sẽ nhấc cái đèn này lên cho các bạn xem. Không có một tí nào. Nếu như cái đèn LED này, tôi khẳng định nếu nước vào một cái sẽ xèo ngay lập tức. Với cái đèn này mà nước vào cái là chết ngay. Bởi vì trong cái này nó là cả một cái bảng vi mạch. Cảm ơn anh em đã xem video của tôi. Anh em có thể tham gia nhóm Facebook Thợ Sửa Chữa Ô Tô của tôi. Tôi đã để link ở trong phần mô tả. Trong đó anh em có thể trao đổi kinh nghiệm sửa chữa ô tô hoặc kinh nghiệm chọn đồ. Nếu muốn tìm hiểu sâu về sửa chữa ô tô thì có thể đăng ký kênh YouTube của tôi. Tôi sẽ ra các video hướng dẫn sửa chữa hàng ngày.